rồi. Ken nữa, bôn nữa. Ken bôn nữa rồi. Thơm ken bôn hết. Xong rồi em mới qua đó cả nhà luôn. Nhà từ từ thôi chị. Trời ơi. Tướng ông nhỏ mà sao chắc được. Dạ. Ủa quán đây hả? Shop đây hả? Chị trời. Gì ngang xương kỳ cục vậy? Dạ. Đi vô anh. Đi vô. Rồi đi. Bảy tỷ sáu hay sáu tỷ bảy vậy? 7 tỷ 6 cho nó nhiều con ơi. Đã nói là tao nói này shop nghèo mà. Mày lại làm cái gì vậy mớm cho nó sùm trời đất vậy mớm. Nghèo hả? Rộng ra nha. Giỡn, trời giỡn với nhập rồi. Rồi nghe nghe chó nó sủa là sợ nha. Đừng tát em nha. Trời ơi đang đi. Đang đi mấy anh ơi. Quá trời. Đâu đây hả? Chưa tới. Ủa? Đứng đây. Ở đâu vậy? Ở đây chị. Chị nhà nó đó. Bự dữ chưa? Bụng qua chưa? Thấy mầm thấy bồng tới. Thấy bông mọng đây. Nè, đứng ngay báo qua của má đi. À ba. Rồi, đi chụp lưng đi. Rồi, qua của bé mớm nha. Bé. Chụp dần. Chụp đi cưng. Nó tinh lon luôn á. Đứng sát vô. Hai người đứng sát vô. Chị nó tinh lon nên chị mới kêu nó làm nhân viên á. Đứng sát vô chăm xe mặt lên. Rồi, đi. Ủa ông chủ đâu? Không, ông chủ ăn nhậu rồi. Lo ăn nhậu không? Lo lễ ốc. Tối tao lễ đi. Tay xuống, lấy tay xuống. Đây là cho bé này ra cái con. Chị để bé này gửi vào lát vậy. Rồi, làm lại đây, làm lại, chụp lại nè. Một, hai, ba, nhìn mấy con em nắm đây nè. Ok, cảm ơn em. Để lá hồi trăm kiểu sống à. Bảo quẹo quá, cảm ơn bé Loan nha. Đập được không? Thôi để dành để trong đây 7 tiếng mấy rồi. Tao đập rồi mất công tụi bay thấy tụi bay đòi chia rồi sao? Tao đâu có ngu. Để tao đập thôi. Ủa chị nhận nó rồi đó hả? Nhận nút bạc rồi đó cưng. Sao bự quá vậy? Nó bị bóp bạc nhỏ lại đó. Vàng lên giá chứ bạc đâu có lên đâu mà cái nút bạc nó làm teo lại. Đâu em chị cũng có một cái công ty thôi mà sao kỳ vậy? Không, mà cái đợt khi nào sáng mất của chị. Đợt trước nó bự hơn. Không tôi bóp đúng không chạy. Vậy sao mà bóp nút bạc ta chào bá luôn, nút bạc tôi lên tiếp 100 cho xíu. Bóp hồn luôn á. Nhìn cái thấy liền luôn. Đúng rồi. Thì bóp mà nó bóp lại đó. Trời tới đâu rồi? Đây. Sắp tới rồi trời ơi. Sắp tới Hàn Quốc rồi đó. Chị ơi, Hàn Quốc rồi đó. Anh tính rồi. Em hỏi là xe chưa? Chắc đi về đó. Ừ thôi đủ rồi, tới như đủ rồi đi về. Thôi đi về, vậy thôi rồi đó. Tới thử quán ốc đầu hẻm luôn nha. Chứ khỏi vô sớm. Ủa 5 phút của chị hay là nửa tiếng đồng hồ? Ông tài xế này ông đi lâu tí. Chửi ông. Có tin ở đây 500 anh em. Ơi, chửi cái bà chở đi tới miền núi luôn đó. Nhắn nhịn đi về ha. Rồi xong em mới về. Có ai thấy lon đâu không? Không lon đâu. Tới cho. Bữa nay đi đâu mà ăn mặc. Còn mấy phút nữa tới đường nào rồi? Sắp là đâu mày? Tới Bình Chánh rồi. Gì? Đây là ở đâu vậy trời? Bình Chánh. Bình Đông Nội mày. Bình Chánh. Bình Điện, đây Bình Điện không à? Đây được sao thấy không quen thuộc gì vậy? Bán hai là tới rồi. À quẹo đây là tới 2 tháng 3 đó. Tới rồi, giá đi vô. Đi vô ngoài đi. Để một bình đồng đi vô. Dạ, xỉu, muốn xỉu rồi mấy anh. Ra cho ăn cái đi. Trên anh ấy anh lại ốc hết của em. Lâu lắm xỉu rồi. Dạ.
Con ơi, mốt nói lớn không được, nói nhỏ không mày nha. Dạ. Dạ. Cần chưa? Chị lo cái nhà rồi. Dạ chị đang qua. Dạ. Đang trên đường 32 mà quẹo đây là 2 tháng 3 là tới đó. Đang cũng biết chơi chưa? Sáng chị đi đám cưới hả chị Long? Hả? Sáng chị đi đám cưới hả? Cưới. Thấy chị thành đẹp quá trời. Em đố chị biết ở chỗ đó chỗ nào? Đám cưới chỗ nào? Thôi biết rồi đó. Đi ăn đi, đi ăn đi, 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 đi em ăn cái. Nó đói lắm. Ôi, anh ăn cái mọi người ơi. Đây. Ở đây chắc là mốt là thành mối ruột của bé Bon nè. Trà sữa, trà sữa. Ngon nha em nãy. À, trà sữa ngon. Tuna hàng sớm luôn. À, ra ăn đi. Ngoài đây ốc ngon lắm. Ngay quán ốc. Chị đi. Chị chú lấy rác giùm con chưa chú? Thấy giùm con đi. Nha. Để chân. Để cho thơm. Để cho thơm ra đó. Mùi nó lạ. Chú biết ai không? Dạ không. Thôi đừng hỏi, đừng hỏi. Đó hai kêu không. Chú lòng bán thôi. Vô ngồi ngồi. Ta nói hả? Từ 11 giờ tới giờ chị Quanh sao đứng đó vậy chị Quanh? Đi lại em chị. Để nắng à. Lo hiểu lý do làm sao. Chị đi tới ra. Có chăm mướn cái cô nhân viên của Tình Long không? Phải nó Tình Long tao mới mướn nó đó. Vậy hả? Ừ. Lâu. Sao có cơ hội. Thôi đi Long. Có ai vậy trời? Có ai vậy? Nè. 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 Cái shop riêng mà nó hút về nè. Nguyên cái shop hồng lông, phải hồng lông mà sao về vậy? Phải hồng lông, lại coi hồng lông. Đây hả? Cái cớ mà để... Thôi vô đây ăn đi trời ơi. Cái cớ mà để bé ngồi đúng không? Cái cớ mà bé ngồi đúng không? Đâu mà lưới không vậy? Dạ em mới đóng cá giờ. Dạ. Anh đi miền sông mà đóng cá. Bớt lại. Anh Nam không anh chị. Dạ, anh Mộc Anh quen. Quen luôn. Không phải em là fan của anh mới đúng. Không. Cho chị nghe mấy con nghe. Dạ. Anh Mộc Anh quen ruột. Cho nó về.